chào tất cả bác đến với kênh cây giống của An Miền bác nhé. Thì tiếp tục những cái video mà em sẽ giới thiệu cả bác về những cái dòng cây chơi Tết các bác nhé, những cái dòng hoa chơi Tết. Thì hôm nay thì em cũng về được một lô hoa mộc lan các bác. Dòng mộc lan thì các bác đã biết thì là một vài năm trở lại đây các bác nhé, khách hàng lựa chọn dòng mộc lan để chơi Tết rất là nhiều các bác. Thứ nhất là cây thì là hàng này của bên Trung Quốc người ta làm rất là đẹp các bác. Và thứ hai là cái hoa mộc lan này các bác đã biết là rất là đẹp và có những cái màu rất là đặc sắc các bác nhé. Và tất cả những cái giống hoa của Việt Nam gần như là không có. Thì em giới thiệu cho các bác về cái lô mộc lan nhé. Và mộc lan này thì nó là dòng mộc lan thoát thân các bác, tán đào rất là đẹp các bác nhé. Và gốc cây thì hiện tại bây giờ nó được khoảng tầm 7-8 phân một cây các bác nhé, gốc phân đẹp. Và tổng chiều cao cây khoảng 4 mét các bác nhé. Cây đang là nụ rất là xa, cực kỳ đẹp luôn. Những cái dòng này thì các bác về các bác trồng một vài cây ở trước sân nhà mình để các bác đón Tết các bác nhé. Thì khi mà cây nó nở cho hoa rất là nhiều. Bởi vì dòng mộc lan này ưa chuộng bởi vì là thời tiết của khí hậu miền Bắc ấy bác. Thì khi bác hoa mộc lan nó ra hoa ấy, thì nó tồn tại rất là lâu, thậm chí là được 1 đến 2 tháng các bác ạ. Đây em hái cho bác một bông hoa mộc lan xuống để cho bác chiêm ngưỡng nhé, rất là đẹp. Hoa khá cao. Để em với cho bác một vài bông để các bác ngắm nhìn hoa rất là đẹp. Đây bác có thể thấy này. Thì dòng hoa này thì nó sẽ có hai màu các bác. Đây, cái bông này thì nó chưa nở hết. Đây nó có màu hồng cánh sen với màu trắng. Đó, và những cái cây này màu hồng rất là đẹp đây. Các bác mua về thì cây nó tiếp tục nó ra nụ các bác, nó cứ vậy ra nụ. Các bác chơi đến tháng giêng, tháng 2, tháng 3 các bác nhé. Thì cây mới bắt đầu nó rụng hết xuống. Chơi được khá là lâu rồi. Cây rất là đẹp. Dòng mộc lan này thì các bác trồng thì là nó sẽ đem lại may mắn này, tài lộc vào dịp đầu năm cho mình các bác nhé. Hoa nở rất là rực rỡ và sặc sỡ. Và đối với những cái khách hàng mà các bác muốn chơi những cái dòng lục lã, mà các bác muốn chơi những cái cây mà thay vì chơi quất, chơi đào này, chơi mai ngày Tết, các bác chơi những cái cây này thì ai vào nhà các bác cũng phải trầm trồ luôn. Cây khá giá thì giá thành rất là rẻ các bác nhé. Cây này cây to đẹp như này thì giá thành chỉ vài triệu thôi, rất là đẹp. Đây em hái cho bác một bông hoa mộc lan. Đây là màu hồng các bạn. Cây này là cây màu hồng không này các bạn này. Bông này thì nó chưa nở hết đây các bạn. Đối với những cái bông nở hết thì nó phải phỏng bằng một đây. Đây là những bông nở hết các bạn nhé. Màu hồng cánh sen này rất là đẹp. Đó, đấy là những cái bông nở hết các bạn thể thấy. Một cây như vậy tới 100 bông hoa như thế thì các bạn thấy là nó rất là đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. Nếu đến mua cái chiều dài thân, phát thân như các bác xem nhé. Để các bác lựa chọn. Thì em xem cái thước, đây cái thước đây. Đây bác thì thấy cái bông hoa rất là đẹp. Thậm chí các bác mua về nhà thì rất là ít người ấy, mà biết được những cái dòng hoa này luôn, rất là ít. Cây đa phần sẽ thoát được khoảng tầm 60-70 phân đấy các bạn. Cây này thì được 90 phân, 80 phân. Cây đa phần toàn 8-90 phân và gốc của nó thì nó khoảng tầm ngày đỏ cho bác xem. Vành được gần 20 các bác nhé. Đo sát thì được khoảng tầm 7-8 phân một gốc đấy. Đó, cây rất là đẹp. Thì nhà em cũng về một đô rất đẹp. Có màu trắng này và màu hồng cánh sen đấy. Thì màu trắng thì số lượng nó khá là ít thôi. Vì đa phần là khách hàng chơi Tết thì các bác thích chơi những cái màu hồng cánh sen này thì nó sẽ đem lại may mắn bởi vì nó rực rỡ. Còn đối với những cái cây này, các bác có thể thấy nhỏ rất đẹp. Màu trắng thì nó màu trắng tinh ấy. Thì chỉ những cái khách nào mà các bác thật sự các bác chơi, các bác đam mê về cái dòng mộc lan này thì bác mới chơi những cái dòng màu trắng luôn. Đây em thì về đã khá là nhiều. Số lượng rất là nhiều các bác nhé. Nhà em bán buôn, bán xỉ toàn quốc luôn. Dòng này thì chăm khá là dễ hơn. Đây là những cây hoa màu trắng này, bông hoa màu trắng khá là đẹp. Được chứng cho các bác xem một vài bông. Cây khá là cao, tổng chiều cao cây này nó phải khoảng 4 mét các bạn. Chính vì thế cũng khá là khó bứt hoa xuống. Các bác trồng ở nhà thì trẻ con khá là khó nghịch đấy. Không bị bẻ đũ các thứ. Thì bây giờ là cũng khoảng tầm 1 tháng rưỡi nữa thôi. Đã bắt đầu đến Tết Nguyên Đán rồi. Thì bây giờ các bác về các bác sắm về, các bác chơi dần các bác nhé. Khi cây nó nở 1-2 bông trước này, bắt đầu nó sẽ tồn tại khoảng tầm 30 ngày. Tiếp tục nó thay như thế thì đến dịp Tết thì nó sẽ nở lộ thì các bác chơi rất là đẹp. Đó là một vài lưu ý về dòng mộc lan.
Còn về ý nghĩa của nó thì dòng mộc lan này thì nó còn tượng trưng cho tình yêu quá, tình yêu đôi lứa. Đó là về cái dòng hoa mộc lan này, rất là lãng mạn như thế. Và đặc biệt nó lại ra vào đúng cái dịp Tết Nguyên Đán thì rất là phù hợp với cái khí hậu của miền Bắc nữa. Thì những khách hàng mà mua về để quát trên Tết thì nó khá là phù hợp. Đó thì là em nên giới thiệu cho bác qua về những cái dòng mộc lan. Thì những cái bác nào mà quan tâm về những cái cây mộc lan thân chi, quắc thân, tán đào đẹp như này để bác chơi Tết thì bác thể liên hệ trực tiếp với em nhé. Em sẽ tư vấn cụ thể tất cả các bác. Còn bây giờ thì em xin tạm dừng ra đây. Chúc tất cả các bác thật là nhiều sức khỏe và luôn mua những cây trồng chất lượng. Em chào tất cả các bác. Em quay nốt cho anh kia đi.